Thầy chào tất cả các em. Bữa trước, bài học trước, chúng ta đã nghiên cứu xong phần phương trình tổng quát của đường thẳng. Phần tiếp theo của bài này, đó là thầy hướng dẫn chúng ta, đó là vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Và bài học của chúng ta như sau. Trong mặt phẳng OXY, cho hai đường thẳng thứ nhất là đường delta 1 có phương trình a1x cộng b1y cộng c1 bằng 0, và delta 2 có phương trình A2X cộng B2Y cộng C2 bằng 0. Rồi, như vậy lúc này người ta mới hỏi là vị trí tương đối có nghĩa là gì? Đây, thầy sẽ lấy thước thầy minh họa cho chúng ta ha. Đầu tiên, các em nhìn, trong tay thầy có hai đường thẳng, nha. Và thầy xét nó ở chung một mặt phẳng thôi mà, chung một mặt phẳng ha. Trong mặt phẳng OXY này. Như vậy đầu tiên, nếu thầy bỏ như thế này, các em trả lời được chưa? Hai đường này của thầy sẽ như thế nào? Em thấy đó, hai đường song song, đúng chưa? Vậy có khả năng hai đường này song song. Tiếp theo, nếu thầy xích hai đường này lại hết. À, thì lúc này chúng ta gọi hai đường này là sao nhỉ em? Là trùng nhau, đúng chưa? Và trường hợp tiếp theo, nếu thầy bỏ vậy, em thấy hai đường này như thế nào? Là cắt nhau đúng không? Đúng chưa? Hai đường cắt nhau này, đấy em nhìn thấy rõ, cắt nhau. Thầy bỏ vậy cũng là cắt nhau đúng không? Rồi, đó là cái phần minh họa bằng hình ảnh để các em thấy rõ. Vậy chúng ta sẽ có ba trường hợp xảy ra. Như vậy thì ba trường hợp này sẽ xảy ra ứng với cụ thể nó sẽ như thế nào trong cái bài học của mình. Thì các em nhìn lên ha, thầy cung cấp phần lý thuyết cho chúng ta luôn. Thứ nhất, hiển nhiên là các cái số A2, B2, C2 này, trong trường hợp thầy lập tỷ lệ thì hiển nhiên nó phải khác không mới lập tỷ lệ nhé. Như vậy trường hợp thứ nhất này, đây, thầy đánh dấu sao thứ nhất. Nếu các tỷ số A1 chia A2, A1 chia A2 mà khác B1 chia B2, à, tỷ số A1 chia A2 khác B1 chia B2, có nghĩa là cái với lại khác nhau với lại A2 với B2 phải khác không nhé. Nhớ ha, bằng không thì không được nhé. Để thầy suy ra được, delta 1 sẽ cắt delta 2. Delta 1 cắt delta 2. Và thầy vẽ luôn cái hình minh họa ở đây nhỏ nhỏ một chút xíu thôi. Đây, giả sử đường delta 1 của thầy này. Đây, cắt đường delta 2. Delta 1, delta 2. Đây. Và giả sử cách cái điểm này thầy gọi điểm M, đúng không? Cắt nhau này. Nếu thầy có cái tỷ số A1 chia A2 khác B1 chia B2, giờ còn C1 chia C2 thì không ảnh hưởng gì cả. Bằng cũng được, khác cũng được, không ảnh hưởng. Rồi, trường hợp thứ hai, nếu mà cái tỷ số A1 chia A2 bằng B1 chia B2. A1 chia A2 bằng B1 chia B2 mà khác C1 chia C2. Khác C1 chia C2. Khác nha. Chỗ này khác,
Đây. Khác thì ghi bằng phấn màu để kèm. Yeah, hình dung. Được chưa? Thì lúc này thầy sẽ có kết quả là delta 1 song song delta 2. Delta 1 song song delta 2. À, thầy cũng vẽ cái hình nhỏ nhỏ ở đây để minh họa cái chỗ song song cho chúng ta coi. Đây. Thầy vẽ lý tưởng nhá, thầy vẽ hình lúc nào cũng lý tưởng nhá anh em. Đường delta 1. Đây. Song song với đường delta 2. Giả sử đây. Được chưa? Các em thấy rõ ràng cái phần cái song song nhau chưa? Rồi. Tiếp theo, trường hợp thứ 3 của chúng ta. Trường hợp thứ 3 này thầy nói rồi đúng không? Hai đường này sẽ trùng nhau. Như vậy thì cái tỷ số này bằng nhau luôn. Như vậy thầy có là A1 chia A2 bằng B1 chia B2 và bằng luôn C1 chia C2. Rồi. Thì lúc này kết quả nó là delta 1 trùng với delta 2. Hay nói cách khác là delta 1, delta 2 là trùng nhau. Hai đường này là trùng nhau. Được chưa? Rất rõ ràng ha. Thầy vẽ hình minh họa cho hai đường này trùng nhau. Đây. Rồi. Delta 1 vẫn là đường này, đúng không? Delta 2 cũng là đường này, trùng nhau. Đấy, như vậy hai đường này trùng nhau. Vậy được chưa? Đó là phần lý thuyết của chúng ta, phần vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Mặc dù chúng ta vẫn còn một cái cách nữa, đó là chúng ta xét cái hệ gồm hai phương trình hai ẩn. Đây. Phần này thầy chỉ nói thôi, thầy không ghi nhé. Xét cái hệ này A1X cộng B1Y cộng C1 bằng 0. A2X cộng B2Y cộng C2 bằng 0. À, mình xét cái hệ này cũng được. Nếu hệ này mà có một nghiệm duy nhất, có nghĩa là hai đường này sẽ cắt nhau. Còn nếu hai cái hệ này mà có vô nghiệm thì delta 1 song song delta 2. Hệ vô nghiệm nhé, thì delta 1 song song delta 2. Và cái hệ này vô số nghiệm, có nghĩa là đúng với mọi cặp x và y, thì có nghĩa là lúc này chúng ta có delta 1 delta 2 trùng nhau. Đấy, đó là cái phần thầy nói thêm xét vị trí tương đối cho chúng ta.